Để đàn gia súc của huyện đảm bảo duy trì ổn định, hiện nay người chăn nuôi trên địa bàn huyện Quang Bình đã chủ động tích trữ sơm, dạ, thức ăn xanh, tinh bột cho đàn gia súc trong mùa đông này. Sau khi thu hoạch lúa, người dân huyện Quang Bình đã tranh thủ thu gom, tích trữ rơm khô làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc nhằm không để trâu bò thiếu thức ăn trong mùa đông. Cán bộ khuyến nông từ xã đến huyện cũng trực tiếp đến các hộ chăn nuôi để phổ biến, hướng dẫn cách phối trộn, bảo quản, dự trữ thức ăn trong mùa đông và các biện pháp chăm sóc, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Hiện tổng đàn châu bò huyện Quang Bình có trên 19.000 con. Đến nay, trên 90% hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn đã tích trữ được nguồn thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông. Chủ động là dự trữ được cái dâm dạ, trồng được cỏ voi này với lại một số cỏ ngô để dự trữ trong cái thời tiết nó rét đậm rét hại là để đảm bảo cho cái thức ăn cho cái gia súc của gia đình. Ngoài những các tiêu chí dâm dạ, và chúng tôi là trồng cỏ và trồng ngô, sinh khối để mà đảm bảo thức ăn cho cho, cho đàn gia súc. Ngoài những các trồng ngô sinh khối thì chúng tôi đã trồng sắn và bổ sung thêm cám gạo, ngô để mà đảm bảo cho cái đàn gia súc để mà khỏe mạnh. Theo thống kê của huyện, đến nay, cơ bản các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã có chuồng trại kiên cố, dự trữ đủ lượng thức ăn trong mùa đông. Với những kiến thức được trang bị, cùng công tác cảnh báo dự báo thời tiết sẽ giúp các hộ chăn nuôi chủ động trong việc phòng chống đói rét cho gia súc, qua đó có phần giảm thiệt hại trên đàn vật nuôi do thiên tai gây ra và thúc đẩy phát triển đàn gia súc bền vững.